tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang namassami. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là bậc giác ngộ, là đấng chí tôn trong thế giới nhân thiên. Ngài là bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Sự xuất hiện của Đức Thế Tôn ở trên thế gian này là vì sự lợi ích cho phần đông, vì lòng bi mẫn cho đời, vì sự lợi ích an lạc và hạnh phúc cho toàn thể chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là giáo pháp, là lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn. Giáo pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối, toàn hảo trong cả hai tinh thần và văn tự. Giáo pháp chỉ dẫn cho các vị hành giả Phật giáo sự thực hành để chấm dứt khổ đau trong đời sống. Giáo pháp là thiết thực hiện tại, có khả năng hướng thượng, đến đã mà thấy, vượt lên trên thời gian và được người trí mọi người thấu hiểu cho riêng mình. Tăng Bảo là chư thinh văn, đệ tử của Đức Thế Tôn. Các ngài là các bậc thánh nhân, bao gồm 4 đôi và 8 vị. Chư tăng của Đức, đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc chánh hạnh, là những bậc trực hạnh, là những bậc tịnh hạnh, là những bậc phạm hạnh. Chư tăng đệ tử Đức Thế Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận phẩm bậc cúng dường, xứng đáng được tôn kính và là phước điền vô thượng của toàn thể chư thiên và nhân loại. Do quả phước tán dương ân đức Tam Bảo, mong nhờ của lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng, quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Trong pháp hội ngày hôm nay được thành tựu 5 điều hạnh phúc, đó là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí huệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai. Kính thưa quý vị, đêm nay ngày rằm tháng 2, nơi ngôi tổ đình Bủ Quang, và sư cũng được là vinh dự đến tham dự khóa lễ và có một bài pháp thoại gửi đến toàn thể chư Phật tử. Trong cái pháp thoại ngày hôm nay, sư sẽ giảng giải cái nội dung chính là xoay quanh ý nghĩa cái ngày lễ rằm tháng 2. Thưa quý vị, là trong một năm chúng ta có cả thảy là 12 cái rằm. Ngày rằm được xem là cái ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, và thường là những ngày rằm như vậy đều có ý nghĩa liên quan đến cuộc đời của Đức Bổn Sư. Ở đất nước Việt Nam chúng ta thì ngày lễ rằm tháng 2 chỉ có nghĩa là đánh dấu cái sự kiện là người dân chuẩn bị cho tiết thanh minh. Nhưng ở các xứ sở Phật giáo mà theo Nam truyền Theravada thì ngày rằm tháng 2 có ý nghĩa rất là quan trọng. Ý nghĩa đó là kỷ niệm cái ngày mà Đức Thế Tôn trở về thăm lại quê hương thành Ca Tỳ La Vệ sau khi ngài thành đạo. Đó chính là ý nghĩa chính mà sư sẽ diễn giảng cho tất cả các Phật tử trong hội chúng ngày hôm nay, ý nghĩa của ngày lễ rằm tháng 2. Thì trước hết thì chúng ta xin sư sẽ nói lên cái bối cảnh dẫn đến cái sự kiện quan trọng này. Chúng ta biết là sau khi Đức Phật ngài thành đạo vào ngày rằm tháng 4 và sau đó ngày nhận lời thỉnh cầu giảng pháp của Đức Trời Phạm Tiên Sa Pa Tí, và ngài bắt đầu giảng giải cái thời pháp
kinh chuyển pháp luân để tế độ cho nhóm năm đạo sĩ Kiều Trần Như ở nơi ngôi vườn Lộc Giả thành Varanasi vào ngày rằm tháng 6. Và sau đó ngày cùng với năm vị đạo sĩ, năm vị tỳ kheo, năm bậc thánh nhân đệ tử đó trải qua màu họa đầu tiên ở vườn Lộc Giả thành Ba La Nại. Sau khi ra hạ thì Đức Thế Tôn ngày bắt đầu trên con đường hoằng pháp, trước hết là ngày thành lập phái đoàn truyền giáo đầu tiên là bao gồm 60 vị thánh nhân A La Hán, trong đó là 5 vị đệ tử Kiều Trần Như, ngài Giác Xá và các vị bạn hữu của ngài Giác Xá, bao gồm 60 vị thánh tăng A La Hán. Ngài phái các vị đó đi truyền bá Phật pháp khắp mọi nơi ở trên thế gian. Còn chính bản thân ngài sẽ đi về thành Vương Xá để thực hiện lời hứa khả với đức vua Bình Sa Vương. Bởi vì trước khi mà thành đạo, ngài đến thành Vương Xá lúc đó còn là Đức Bồ Tát Siddhartha. Và đức vua Bình Sa Vương có thỉnh mời là sau khi ngài thành đạo, quan hỷ trở lại để tế độ cho đức vua. Vì thế từ kinh thành Varanasi, Đức Phật hướng về kinh thành Vương Xá của Đức Vua Bình Sa Vương. Và trên đoạn đường đi đó, Đức Phật ngài tế độ cho 1.000 vị đạo sĩ thờ thần lửa. Ngài tế độ cho một nhóm đạo sĩ thờ thần lửa, đứng đầu là ngài Uruvelakasapa. Ngài thu phục cho xuất gia 1.000 đạo sĩ thờ thần lửa, các vị tu tập và ngài thuyết pháp tế độ cho các vị đều đắc quả thánh nhân A La Hán. Sau đó ngài thu phục tiếp cái nhóm gồm 250 vị đệ tử, đứng đầu là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên. Và như vậy thì sau mùa hạ thứ nhất vào đúng ngày rằm tháng giêng, ngày rằm tháng giêng vừa rồi đó, tháng trước đó, ở nơi ngôi vườn Trúc Lâm Tịnh Xá được dân cúng bởi Đức Vua Bình Sa Vương, Đức Thế Tôn đã thuyết một pháp thoại rất đặc biệt gọi là Uvada Pratimokkha. Trong đó xung quanh là chư thánh nhân đệ tử là 1.250 vị thánh nhân đệ tử. Do đó cái ý nghĩa ngày lễ thầm tháng giêng là một ngày lễ rất là quan trọng trong Phật giáo. Ngày rằm tháng giêng sáng tháng vừa rồi đó quý vị. Còn rằm tháng 2 này ý nghĩa là sao? Sau khi thuyết giảng cái thời pháp đó và Đức Phật lưu trú lại ở vườn Trúc Lâm Tịnh Xá với Đức Vua Bình Sa Vương, ngài bắt đầu giảng pháp và tế độ có thể là 10.000 vị thiện gia nam tử ở trong cái xứ sở của Đức Vua Bình Sa Vương, gọi là xứ sở Ma Kiệt Đà. 10.000 thiện gia nam tử đều xuất gia và chứng đắc thánh quả A La Hán. Như vậy thì hội chúng của Đức Phật sau mùa hạ đầu tiên rất là đông đảo. Thì lúc bấy giờ Đức Vua Tịnh Phạn, chúng ta biết là thân phụ của Đức Thế Tôn, ngài đang ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và ngài hay tin rằng người con ưu tú của mình là Đức Thế Tôn á, ngài đã thành đạo và đang giảng dạy các pháp bất tử. Cái danh tiếng của ngài từ kinh thành Vương Xá đó vang dội về nơi quê hương. Và chúng ta biết rằng là Đức Vua Tịnh Phạn từ lúc mà Thái tử Siddhartha đi xuất gia thì ngài luôn luôn lúc nào cũng mong nhớ, nhớ thương. Và khi mà hay tin như vậy thì Đức Vua Tịnh Phạn Vương mới nghĩ rằng là tìm cách thế nào đó để thỉnh, cung thỉnh Đức Thế Tôn con của mình về thăm lại quê nhà. Thì đầu tiên Đức Vua Tịnh Phạn ngài đến bảo một vị quan đại thần ở trong triều kinh thành Ca Tỳ La Vệ và dạy rằng là: này khanh, ngươi hãy chuẩn bị một phái đoàn gồm 1.000 quân lính tùy tùng và ngươi là trưởng đoàn, các vị hãy đi đến thành vườn Trúc Lâm Tịnh Xá, nơi Vương Xá thành, và cung thỉnh Đức Thế Tôn hồi hương thăm trẫm, bởi vì năm nay trẫm đã già yếu rồi, không còn sống được bao lâu, chỉ mong muốn cuối cùng được gặp lại người con thân yêu của mình. Thì với lời mà sai của Đức Vua Tịnh Phạn thì cái vị đại thần đó vâng lời và bắt đầu cái đoàn hành
phái đoàn đó họ trực chỉ đi từ gọi là kinh thành Ca Tỳ La Vệ đi xuống cái thành Vương Xá, rất là xa, đoạn đường rất là xa, đi bộ. Đoàn người đó hùng hậu bao gồm 1.000 người. Và khi đi đến vườn Trúc Lâm Tề Xá thì các vị thấy Đức Thế Tôn ngài đang giảng pháp hội. Các vị thấy Đức Thế Tôn đang giảng pháp hội cho tất cả hội chúng. Các vị đứng đứng để lắng nghe Đức Thế Tôn giảng. Và thật là hữu duyên, 1.000 vị đó khi mà Đức Thế Tôn giảng pháp như vậy, tất cả đều chấn đắc được quả vị thánh nhân A La Hán. 1.000 vị đó đứng đầu là vị Quan Đại Thần. Tất cả sau khi mà nghe pháp hội Đức Thế Tôn giảng, lần đầu tiên đó, các vị đứng phía sau nghe, và sau khi nghe giảng xong, các vị đều chứng đắc được quả vị cao quý bậc nhất. Và sau đó thì 1.000 vị đó xin phép Đức Phật xuất gia. Đức Phật ban pháp xuất gia, gọi là cái pháp xuất gia Ê Hí Bích Khú. Hãy nói là hãy đến đây này các vị tỳ kheo. Và ngay lúc đó trên thân mình của 1.000 vị đó, đứng đầu là Quy Quang Đại Thần đó, y phục đó là từ thường phục nó trở thành là y phục tăng bào, có đầy đủ tam y quá bát. Và tất cả các vị đều có tướng mạo giống như là một vị tăng đã xuất gia được hơn 60 tuổi hạ. Đó gọi là cái phương pháp xuất gia Ê Hí Bích Khú, thiện lai tỳ kheo. Nhưng các vị đó sau khi đến thành đạo rồi và được xuất gia rồi, các vị lại không trình lên cái tôn cái thông điệp của Đức Phụ Vương Tịnh Phạn là thỉnh ngài hồi hương. Các vị dường như là không ai nói lên cái mục đích cái chuyến đi này là đến thỉnh Đức Phật Thế Tôn hồi hương và các vị chứng đắc thanh nhân rồi cái an hưởng hạnh phúc giải thoát. Như vậy thì ở quê nhà Đức Vô Tịnh Phạn phái gửi một phái đoàn hùng hậu như vậy với những tất cả sự mong ngóng, nhưng mà ngày tháng dần trôi nhưng mà không hay tin tức gì hết. Đức vua rất là sốt ruột, cho nên là ngài gửi một phái đoàn tiếp tương tự như vậy, cũng 1.000 người với sự đạo một vị Quan Đại Thần, phái đoàn thứ hai. Và thưa quý vị là sự việc lập đi cũng tương tự như vậy, thấy đi mà không thấy về. Rồi phái đoàn thứ ba, lần thứ tư, thậm chí cả 9 phái đoàn, cả 9 phái đoàn liên tục như vậy, thấy đi mà không thấy về. Thì sự việc chúng ta hiểu là tương tự, các vị đến nghe đạo chứng đắc thành thánh nhân xuất gia ở Hí Bích Khú và ở tu với Đức Thế Tôn mà không trình lên cái mục đích là Đức Vô Tịnh Phạn thỉnh ngài hồi hương. Vì thấy có đặc biệt không? Vì ghi nhớ cái sự kiện này để lát sư đặt câu hỏi cho quý vị cuối của thời pháp thảo luận. Cuối cùng Đức Vô Tịnh Phạn mới nhớ đến một cái vị quan rất là trung thành ở trong triều đó. Ông tên là Ca Lú Đa Dí. Vị quan tên là Ca Lú Đa Dí, một nhân vật lịch sử Phật giáo. Và vị quan này chính là người bạn rất thân với Thái tử Siddhartha. Cho nên một buổi nọ Đức Vua Tịnh Phạn nói với vị quan đó là: này Ca Lú Đa Dí, trẫm đã phái đi tất cả 9 phái đoàn để thỉnh Đức Thế Tôn hồi hương, nhưng là bậc vô âm tín. Nay khanh có nhiệm vụ quan trọng là phải đến đó và thỉnh Đức Thế Tôn cho bằng được. Thì vị quan đại thần Ca Lú Đa Dí đó vâng lời, nhưng mà có một cái yêu cầu: Tâu Đại Vương, xin cho thần được phép đến đó xuất gia với Đức Thế Tôn, rồi sau khi xuất gia xong thần sẽ thỉnh Đức Thế Tôn hồi hương cho phụ vương. Thì Đức Vua Tịnh Phạn đồng ý với cái lời khẩn cầu đó, nhưng dặn đi dặn lại, lần này là lần chót, lần này là lần chót, không được thất bại nữa, mà phải làm sao thỉnh con của ta về. Thì thưa quý vị, vị quan đại thần Ca Lú Đa Dí cũng với một cái đoạn tuần tùng là 1.000 người, tất cả đều đi từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó, nhắm đến vườn Trúc Lâm Tịnh Xá, và sự việc diễn ra y hệt tương tự. Có nghĩa là 1.000 vị đó nghe pháp chứng đắc thánh chứng nhân quả La Hán và xuất gia với Đức Thế Tôn theo phương cách là thiện nam tỳ kheo. Nhưng có một điểm đặc biệt là
Vì đại đức lần này đó không quên cái nhiệm vụ của mình, mà để đến một cái lúc thuận tiện, lúc bây giờ thì nghĩa là ngài quan sát thấy thời tiết thích hợp, nghĩa là thời tiết mùa xuân đã đến và đường đi rất bằng phẳng, cho nên bây giờ gọi là đại đức Ca Lu Đa Dí. Ngài đọc lên tất cả là 60 cái câu thơ đặc biệt mô tả cái quang cảnh hết sức là đẹp từ kinh thành Vương Xá về lại kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Và sau đó mới trình lên cái thông điệp là: Bạch Đức Thế Tôn, con đến đây là sau khi con xuất gia rồi, nhưng con có một nhiệm vụ quan trọng là trình lên Đức Thế Tôn cái lời cầu xin, cầu thỉnh của Đức Vua Tịnh Phạn. Đức Vua rất già yếu và rất là điêm ngày, mong chờ Đức Thế Tôn hồi hương. Cho nên giờ con đã thấy cái thời điểm nó thuận lợi, cho nên con kính xin Ngài là hãy về thăm lại quê nhà. Thì thưa với quý vị là Đức Phật Ngài thêm cái lời trình lên của vị đệ tử của mình. Ngài quan sát nhân duyên và Ngài thấy rằng đã đến lúc thuận duyên. Nghĩa là Ngài đã xa cách kinh thành quê hương đã 7 năm rồi, và giờ đã đến lúc thuận tiện để Ngài trở về thăm lại quê hương, thăm lại vua cha. Cho nên là Ngài bảo cái đoàn tùy tôn theo Ngài tháp tụng đó, cả thấy là 20.000 vị thánh nhân đệ tử A-la-hán. Thứ nhất là 10.000 vị mà đã xuất gia với Ngài ở nơi xứ sở Ma Kiệt Đà. Còn 10.000 vị còn lại chính là 10 cái phái đoàn, đúng không quý vị? 9 phái đoàn đầu tiên đến thỉnh mở lại, rồi tiếp tục phái đoàn của Ngài Ca Lu Đa Dí. 10 phái đoàn đó là 10.000 vị nữa. Cho nên cả thấy là 20.000 vị thánh nhân đệ tử sẽ tháp tùng với Đức Thế Tôn trong cái chuyến đi hồi hương. Như vậy thì chúng ta nhớ ngày lễ rằm tháng 2, ý nghĩa là sao? Đó là ngày mà Đức Phật bắt đầu có chuyến bộ hành lịch sử đi từ Trúc Lâm Tịnh Xá, kinh thành Vương Xá đó, để về thăm viếng kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Đó là ý nghĩa của ngày lễ rằm tháng 2 đó. Như vậy thì chúng ta ghi nhớ cái sự kiện đặc biệt ở trong cuộc đời của Đức Phật. Rồi, bây giờ sẽ kể tiếp câu chuyện cho quý vị thấy diễn biến rất đặc biệt trong ý nghĩa mà cái chuyến hồi hương lịch sử của Đức Thế Tôn. Quý vị có theo dõi được câu chuyện hết không? Quý vị có theo dõi được câu chuyện sẽ kể không? Chúng ta ghi nhớ rằm tháng hôm nay, đó là cái ngày có rất nhiều ý nghĩa trong Đạo Phật liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Đó là ngày mà sau khi đã đi xuất gia sau 7 năm trời và sau khi thành đạo, Đức Phật mới trở về thăm lại quê hương mình lần đầu tiên đó. Rồi, con đường mà đi từ thành Vương Xá đến Ca Tỳ La Vệ đó phải mất 2 tháng ròng rã. Xuất phát từ rằm tháng 2 mà tới rằm tháng 4 đó, Ngài mới về đến nơi, là con một đường rất là dài. Và Ngài sẽ chia ra từng đoạn đường, đi đến đâu thì Đức Thế Tôn Ngài giảng pháp đến đó, đi đến đâu Đức Thế Tôn Ngài giảng pháp đến đó. Thì cư dân ở trong vùng đó, họ thấy Đức Thế Tôn và tăng đoàn đi đến đâu, các vị đến dân cúng và nghe pháp. Trong suốt 2 tháng ròng rã từ kinh thành Vương Xá, các vị mới đi về tới kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì chúng ta hình dung rằng, là sao? Đức Vua Tịnh Phạn ở quê nhà biết được cái tin là Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn là 20.000 vị thánh nhân đệ tử A-la-hán, thánh nhân đó đang dần dần đi về tới quê hương. Và Đức Vua ở trong triều đình đó chuẩn bị cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn đó một cái công viên ở trong vườn Ngự Quyển đó, một cái tịnh xá gọi là Nirodharama, để khi Đức Phật về và tăng đoàn về có cái chỗ để mà ngủ lại. Ở trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ có một cái công viên gọi là Nirodharama, Đức Phật Tịnh Phạn đã chuẩn bị sẵn cho Đức Thế Tôn và 20.000 vị thánh nhân ở làm trú xứ trong thời gian lưu lại. Thì cái ngày trọng đại cũng đến, tất
cả những người dân trong thành đều là chuẩn bị, bởi vì đó là một ngày trọng đại. Tất cả mọi người, từ vua quan cho đến thư dân, đều rất mong ngóng gặp lại được Đức Thế Tôn, cái vị trong cung thái tử ngày nào. Cho nên họ chuẩn bị một cái đoàn rước rất là long trọng, hoành tráng, với phẩm vật, vòng hoa, tất cả để dâng cúng đến Đức Thế Tôn. Và có một cái sự kiện mà chúng ta cần phải thấy như thế này, nghĩa là trong đó những cái vị mà hoàng thân quốc thích và Đức Vua Tịnh Phạn đó quý vị, các vị sắp xếp làm sao cho những cái đoàn rước, những vị vương tôn đó đều là trẻ tuổi đi phía trước. Còn họ, những cái người mà bô lão đó, họ đi phía sau để họ không phải đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bởi vì trong tâm họ nghĩ rằng là Đức Thế Tôn dầu là một vị Phật, nhưng về tuổi tác, về địa vị vẫn thua kém mình. Bởi vì họ là những cái vật bô lão, có công đức với triều đình. Cho nên họ khởi một cái tâm là để cho cái phái đoàn đó rước đó, những cái người mà trẻ tuổi đi trước, còn họ lớn tuổi họ sẽ đi phía sau, đi phía sau đoàn rước để không phải đảnh lễ Đức Phật. Bởi vì họ nghĩ rằng Đức Phật vẫn còn thua kém họ. Như vậy đó là cái tâm lý kiêu mạn, tâm lý ngã mạn đó. Và khi Đức Phật về đến nơi, Ngài thấy, Ngài đọc được cái suy nghĩ cho trong tâm của hoàng tộc của Ngài. Và Đức Phật Ngài suy nghĩ rằng Ngài phải làm sao để cho tất cả đều biết được ân đức cao quý của một vị Phật. Nghĩa là ân đức của một vị Phật đó là vô lượng, không có gì có thể sánh bằng. Không nên có cái tâm lý kiêu mạn như vậy. Cho nên Ngài bắt đầu Ngài vận dụng thần thông. Ngài vận dụng thần thông bằng Ngài bay lên trên hư không. Khi Ngài bay lên trên hư không như vậy, khi Ngài thể hiện cái pháp thần thông trong kinh điển gọi là cái pháp song thông. Nghĩa là cùng một lúc nơi thân kim thân của Đức Phật đó, xuất hiện ra cùng một lúc là nước và lửa. Cùng lúc là nước và lửa cùng tỏ ra từ nơi kim thân cao quý của Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn Ngài gọi là bay lên trên hư không. Và cái pháp này được là cái pháp song thông. Chúng ta nghe nói cái pháp thần thông song thông. Đặc biệt là cái pháp này chỉ có một vị Phật toàn giác có thể thực hiện được cái pháp thần thông song thông này. Nghĩa là cùng một lúc, nghĩa là nơi kim thân của Đức Phật á, cả thân hình của Ngài nó kim thân là tỏ ra một bên nước, một bên lửa, rực rỡ, một cảnh tượng chưa từng thấy. Thì lúc đó Đức Vô Tịnh Phạn và tất cả những vị bô lão, tất cả những người dân trong thành chứng kiến cảnh tượng như vậy, họ hết còn cái tâm kiêu mạn. Và Đức Thế Tôn Ngài từ trên hư không Ngài bay xuống, ngồi xuống trên mặt đất và ngồi trên một bảo tọa để chuẩn bị sẵn. Lúc bấy giờ thì Đức Vô Tịnh Phạn mới đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: Này con, thưa Đức Thế Tôn, đây là lần thứ ba, đây là lần thứ ba, đây là lần thứ ba phụ vương đảnh lễ con. Đây là lần thứ ba phụ vương đảnh lễ con. Cái câu nói đầu tiên mà Đức Vô Tịnh Phạn nói với Đức Thế Tôn như vậy. Thì lần thứ nhất là, và thứ hai là lần thứ nào thì lát quý vị sẽ đặt câu hỏi, quý vị trả lời ha. Sau khi Đức Phật Ngài từ trên nơi không, Ngài ngồi xuống trên bảo tọa đã chuẩn bị sẵn, Đức Vô Tịnh Phạn đảnh lễ và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đây là lần thứ ba mà phụ vương đảnh lễ con. Thì sau khi mà Đức Vô Tịnh Phạn đảnh lễ như vậy thì tất cả những hoàng thân quốc thích, tất cả những người cư dân không còn có tâm lý kiêu mạn nữa mà đến và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngay lúc bây giờ ở trên hư không xuất hiện một cơn mưa đặc biệt. Xuất hiện một cơn mưa đặc biệt. Mà cơn mưa này trong kinh mô tả nó có cái hình lá sen, những giọt nước mưa có hình lá sen và rơi khắp ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ. Đặc biệt là những ai muốn ướt á, thì giọt nước mưa sẽ thấm ướt. Còn những ai mà không ướt á, không muốn bị ướt á, thì không có hề hấn gì hết. Gọi là một trận mưa lớn hình lá sen. Thì nhân sự kiện đó Đức Phật này mới kể cho họ chúng, Ngài thuyết một pháp thoại đầu tiên. Ngài nói rằng
lặp lại một cái câu kệ bốn sanh, câu kinh bốn sanh đó, nó nói rằng là trong tiền kiếp quá khứ xa xôi, Đức Bồ Tát đã từng thuyết pháp cho tăng bằng quyến thuộc trong một trường hợp tương tự như vậy. Nghĩa là cũng có một cái trận mưa hình lá sen rơi xuống trong tất cả hội chúng là thân bằng quyến thuộc của Ngài. Và những ai mà muốn ướt á, thì mua ướt, mà những ai mà muốn khô không bị ướt á, thì trên người không có hề hấn gì hết. Sau khi Đức Phật Ngài về kinh thành và Ngài thuyết pháp như vậy với một cái câu chuyện bổn sanh kinh, nhắc lại cái sự kiện trong quá khứ, sự kiện tương tự đã xảy ra như vậy. Thì quý vị biết rằng là tất cả mọi người thính chúng, Đức Bồ Tịnh Phạn và tất cả mọi người đều rất hoan hỷ, tịnh tính với cái thời giảng đầu tiên của Đức Thế Tôn, pháp hầu đầu tiên. Và sau đó mọi người chia tay ra về, đảnh lễ ra về. Còn Đức Phật và tăng chúng đi về ngự ở nơi chuẩn bị sẵn là quê viên Nirodharama. Nhưng đặc biệt là không một ai nhớ cái bổn phận của mình đó, là cung thỉnh Đức Phật và tăng đoàn thọ thực ngày mai. Không ai nhớ hết. Và thậm chí Đức Bồ Tịnh Phạn cũng nghĩ rằng là con mình về tới đây rồi, về tới nhà rồi thì sẽ vào hoàng cung thọ thực chứ còn đi đâu nữa. Cho nên ông không có đến mời con khách sáo, mà nghĩ rằng là con mình về rồi thì con mình vào hoàng cung thọ thực thôi. Không thỉnh mời, mà Đức Vô Tịnh Phạn truyền lệnh cho tất cả những ngu sĩ đó chuẩn bị thực phẩm thượng vị để cúng dường đến Đức Phật và chư tăng 20.000 vị sáng hôm sau. Thì khi Đức Phật Ngài về ngự nơi quy viên Nirodharama, sáng hôm sau Ngài dùng gọi là cái tuệ nhãn, Ngài quan sát. Ngài quan sát rằng là trong quá khứ chư Phật đó, các Ngài khi về thăm thân bằng quyến thuộc á, các Ngài sẽ đi đâu? Sẽ vào thẳng hoàng cung thọ thực hay sẽ đi khất thực? Thì Đức Thế Tôn thấy rõ là chư Phật trong thời quá khứ khi về tế độ thân bằng quyến thuộc á, không về hoàng cung thọ thực, mà chư Phật đi khất thực trị bệnh. Vì thế vào buổi sáng sớm, Đức Phật đi đầu và tiếp theo sau là 20.000 vị thánh nhân đệ tử, một đoàn chư tăng, các bậc thánh nhân cao quý đi vào thành Ca Tỳ La Vệ để khất thực. Thì lúc bấy giờ công chúa Ajo Vô Đà La, chúng ta biết là vợ của Thái tử Siddhartha, đứng trên lầu cao và thấy chồng của mình là Thái tử Siddhartha bây giờ Đức Phật đó đi khất thực. Công chúa mới chạy vào báo cho phụ vương Tịnh Phạn đó là Đức Thế Tôn đi khất thực. Thì cái tin đó làm cho Đức Vua rất là bị sốc. Đức Vua nghĩ rằng cái hình thức mà đi ăn xin như vậy nó là một hình thức sỉ nhục. Cho nên từ trong phòng, Đức Vua Tịnh Phạn chạy ra ngoài đường và nắm lấy tay của Đức Thế Tôn và nói rằng là: này con, tại sao con lại làm xúc phạm tổn thương đến phụ vương như vậy? Tại sao con lại đi ăn xin trên những con đường mà trước kia con chỉ đi bằng chiếc kiệu vàng? Tại sao như vậy? Tại sao con làm cho Như Lai, cho phụ vương cảm thấy rất là xấu hổ? Bởi vì chúng ta không phải là những người đi ăn xin. Phụ vương nói như vậy, than phiền. Đức Phật này mới trả lời rằng: Thưa phụ vương, Như Lai không có làm tổn thương phụ vương, mà Như Lai đang thực hành truyền thống cao quý của chư Phật trong ba đời. Nghĩa là Như Lai đi trì bình khắc thực để nuôi mạng sống, đó là truyền thống cao quý của chư Phật trong ba đời. Và Ngài đọc lên câu kệ ngôn như thế này, và câu kệ ngôn được ghi lại trong kinh Pháp Cú. Ngài đọc rằng là: hãy trang nghiêm gìn giữ chánh hạnh trong lúc đi trì bình khắc thực, hãy sống theo chánh hạnh, và sống được như vậy người đó sẽ hạnh phúc ở đời này và đời sau. Câu kệ ngôn được ghi lại trong kinh Pháp Cú. Và khi nghe dứt câu kệ ngôn đó thì Đức Vô Tịnh Phạn chứng đắc được quả vị thánh nhân Tu Đà Quần. Quý vị thấy là đặc biệt không? Ngay ngày đầu tiên sau khi trở về, Đức Thế Tôn đã tế độ cho phụ vương chứng đắc được quả vị thánh nhân nhập lưu, một bậc thánh nhân rất là cao quý.
sau khi nghe dứt cái câu kệ ngôn. Thì lúc bây giờ phụ vương lúc bây giờ đã là một vị thánh nhân rồi đó. Ngài đến ôm mình bác của Đức Thế Tôn và thỉnh cầu Đức Thế Tôn và tất cả tăng đoàn đi vào trong hoàng cung để thọ thực. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật này giảng một thời pháp thoại ngắn. Ngài nói tiếp như thế này. Ngài nói là câu này cũng ghi lại trong Pháp Cú Kinh. Ngài nói là hãy trang nghiêm thực hành cái pháp chánh hạnh. Hãy sống không dễ vui phóng dật. Cái người sống chuyên cần chánh hạnh, người đó sẽ hạnh phúc ở thế gian này và thế gian sắp đến. Câu kệ ngôn này cũng được ghi lại trong Kinh Pháp Cú. Và sau khi nghe dứt câu kệ ngôn này thì Đức Vô Tình Phạn đắc được cái tầng thánh cao hơn nữa, đó là Tu Đà Hàm. Bậc thánh nhân gọi là Nhất Lai, ở một tầng thánh cao hơn. Hồi nãy thì nghe câu kệ ngôn đầu tiên chứng đắc được Tu Đà Quyền, tới đây là câu kệ ngôn này chứng đắc được đạo quả cao hơn là Tu Đà Hàm. Và cùng lúc đó, dì mẫu của Ngài là bà Gotami. Chúng ta biết rằng sau khi mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya hạ sanh Ngài thì bà mất. Sau đó cái người mà kế mẫu nuôi Đức Bồ Tát đó là bà Gotami đó, dì mẫu đó. Dì mẫu Gotami nghe câu kệ ngôn vừa rồi đó, bà chứng đắc được quả vị thánh nhân Tu Đà Quần, tầng thánh đầu tiên. Đó, thì sẽ nói cái diễn tiến câu chuyện để thấy được cái sự cao quý Đức Thế Tôn. Cái ngày mà trở về kinh thành quê hương, cái ngày sau ngày đó thì đã tế độ được cho phụ vương và người dì mẫu. Quý vị theo dõi được hết câu chuyện không? Nắm được hết ý câu chuyện sự diễn giảng không? Đó là câu chuyện kể lại Đức Phật trở về quê hương kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó quý vị. Rồi sẽ kể tiếp. Thì kể tiếp rác sẽ hỏi ngược lại quý vị hơn. Sau đó, trong thời gian lưu lại quê hương đó, Đức Phật Ngài và Chư Tăng ở trong một cái quê viên Nirodharama, và Đức Vô Tình Phạn thường xuyên lui tới để đảnh lễ và nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn. Đức Vô Tình Phạn có kể cho Đức Thế Tôn cái câu chuyện như thế này. Trong lúc mà Đức Thế Tôn đi xuất gia mà tu khổ hạnh đó, có các vị chư thiên hiện ra và báo tin với phụ vương rằng là con đã chết. Bởi vì con chịu đựng không nổi cái sự khắc nghiệt của đời sống khổ hạnh và con đã chết. Lúc mà các vị chư thiên báo tin như vậy thì phụ vương không tin, nhất quyết không tin. Bởi vì phụ vương tin tưởng chắc chắn rằng con sẽ thành đạo, con của ta sẽ thành đạo chứ không bao giờ chết. Thì khi nghe mà Đức Vua Tịnh Phạn kể như vậy thì Đức Phật Ngài giảng một cái bổn sanh kinh tên là Mahathammapala. Bổn sanh kinh này nhắc lại cái sự tích là trước kia trong thời quá khứ cũng tương tự như vậy. Đức Vua Tịnh Phạn trong thời quá khứ cũng không tin con của Đức Vua là chính là tiền thân của Đức Phật đó, không bao giờ chết sớm. Trong một bổn sanh kinh mà Đức Thế Tôn Ngài kể cho Đức Vua Tịnh Phạn ý nghĩa của bổn sanh kinh Mahathammapala. Khi Đức Thế Tôn kể chấm dứt cái bổn sanh kinh đó thì Đức Vô Tình Phạn chứng đắc thêm một cái tầng thánh cao hơn nữa, đó là thánh nhân Anaham, tầng thánh thứ ba cao quý ở trong bốn tầng thánh. Rồi một thời gian sau khi thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ quê hương xong, Đức Phật và tăng đoàn trở về kinh thành Vesali. Về sau thì vài năm sau thì Đức Vô Tịnh Phạn già yếu và lâm trọng bệnh. Tất cả những người dân hoàng gia mới báo tin cho Đức Thế Tôn ở phương xa là phụ vương rất già yếu, có thể là sẽ qua đời. Đức Thế Tôn Ngài mới tức tốc và tất cả các vị đệ tử từ ở nơi thành Sabyasali trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ lần nữa để chăm sóc cho phụ vương. Khi thấy Ngài nằm trên giường bệnh như vậy và rất già yếu, rất yếu rồi, Đức Thế Tôn Ngài bắt đầu lần lượt thuyết giảng cái thời pháp sau cùng. Và dưới cái thời pháp đó, Đức Vô Tình Phạn chứng đắc được thánh nhân A-la-hán với thời pháp sau cùng.
và sau đó ngài hưởng được cái pháp niết bàn hữu dư trong thời gian một tuần lễ. Sau một tuần lễ thì Đức Vô Tình Phạn băng hà biên tịch niết bàn, bậc thánh nhân a la hán quy tịch niết bàn. Thì xuyên suốt câu chuyện mình sẽ kể đó là gì, nói lên cái nghĩa là sao Đức Phật là một cái bậc chí tôn, là một cái bậc thánh nhân, là bậc minh triết, có những nhân cách rất là cao quý. Ngài được xem như là với danh xưng là Đức Thế Tôn, có nghĩa là sao, là một bậc cao quý, bậc thầy cao quý bậc nhất, và là cái người dẫn đường, người dẫn đường cao quý. Ngài dẫn đường cho tất cả chúng sanh, trong đó có hoàng tộc Thích Ca, trong đó có tất cả chúng ta đi trên con đường đến hạnh phúc và tránh xa những con đường nguy hiểm. Cho nên được gọi là danh xưng là danh xưng Thế Tôn, có nghĩa là như vậy. Và ngài cũng được một cái danh xưng gọi là Sắc Giá Bung Ga Vô, có nghĩa là bậc long tượng của dòng Thích Ca. Bậc long tượng của dòng Thích Ca nghĩa là sao? Trong Phật pháp chúng ta thường nghe nói danh từ là bậc long tượng, đó nghĩa là kể cho một cái bậc cao quý đó. Bậc long tượng của dòng Thích Ca được ví như là một cái tàng cây cổ thụ che mát cho cả dòng tộc Thích Ca. Và chúng ta nhớ lại giai thoại, nhớ lại giai thoại khi mà đức vua tên là Vidudapha. Tên này thì cái tên này Bali hơi khó nhớ, chúng ta thường gọi là, thường nghe nói là Tỳ Lưu Ly đó. Đức vua Tỳ Lưu Ly từ xứ sở Ma Kẹt Đà đem đại quân qua để với một cái tiêu là tận diệt cái dòng Thích Ca, do cái lòng thù hận. Thì nghe được đến như vậy thì Đức Phật ngài đi đến cái biên giới giữa hai xứ sở Ma Kẹt Đà và xứ sở của ngài là cái dòng Thích Ca đó. Ngài đến biên giới đó để ngăn chặn lại. Và giữa cái ranh giới đó, một bên dòng Thích Ca đó, phần đất của dòng Thích Ca thì không có cây cao bóng cả. Riêng cái phần đất của Đức Vua Tỳ Lưu Ly có một bóng cây rất là mát. Nhưng Đức Phật ngài không ngồi. Ngài ngồi bên phần đất của dòng Thích Ca, trời trọi, nắng gắt. Thì lúc bấy giờ Đức Vua Tỳ Lưu Ly mới đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn, xin ngài hãy ngồi qua cái bóng mát cây bên đây đi, bởi vì này đang ngồi cái nơi mà không có bóng mát. Thì Đức Phật này mới nói như thế này quý vị, nói rằng Tâu Đại Vương, đối với Như Lai thân bằng quyến thuộc là một bóng mát to lớn, đối với Như Lai thân bằng quyến thuộc cái dòng Thích Ca đó là cả bóng mát to lớn. Như Lai ngồi ở đây không có bóng cây che rọi, nhưng mà thân bằng quyến thuộc đã là bóng mát che cho Như Lai. Thì Đức Vua Tỳ Lưu Ly hiểu rằng ý thâm sâu của Đức Phật đó là ngài muốn ngăn cản cái cuộc thảm sát tấn công, và ngài Đức Vua rút binh về. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai và là thứ ba, Đức Phật này cũng đều như vậy. Ngài luôn luôn kiên quyết, nghĩa là không cho ai tấn công dòng tộc của ngài. Cho nên ngài được gọi là cái bậc là Sắc Giá Bung Ga Vô, bậc long tượng dòng Thích Ca, nghĩa là giống như một cây cổ thụ vậy, che mát cho cả dòng tộc. Vì thế ở trong kinh Hạnh Phúc chúng ta thường nghe một cái câu kệ như thế này: giúp đỡ thân bằng quyến thuộc là cái điều hạnh phúc cao thượng. Trong Hạnh Phúc kinh có một cái pháp, chúng ta phải giúp đỡ tế độ thân bằng quyến thuộc, đó là một trong những cái điều hạnh phúc cao quý bậc nhất. Thì câu chuyện mà sư kể đó, như vậy thì ngày lễ Rằm tháng hai là sao? Đó là một cái sự kiện lịch sử, nghĩa là sao, Đức Phật đã trở về sau khi ngài thành đạo lần đầu tiên, sau 7 năm xa cách, mà chuyến trở về của ngài đó đã trợ duyên cho Đức Vua Tịnh Phạn, trợ duyên cho dì mẫu của Tâm Y trở thành những bậc thánh nhân, và sau đó trong hoàng tộc những cái vị vương tôn công tử công nương đều đi xuống gia hết, trong đó có công chúa Dâu Dù Đà La, trong đó có thái tử Ra Hầu La, trong đó có nhiều cái vị như hoàng tử Anuruddha, hoàng tử Nanda, tất cả đều trở thành những cái vị đại đệ tử của Đức Phật sau này. Cho nên chúng ta hiểu rằng Đức Phật làm cái bóng mát che chở cho tất cả chúng sanh
trong đó có dòng tộc của Ngài và trong đó có chúng ta nữa. Như vậy thì sẽ nói lên cái ý nghĩa rằm tháng 2 cho tất cả quý vị ghi nhớ một sự kiện lịch sử, đó là ngày kỷ niệm Ngài Đức Phật từ Vườn Trúc Lâm, tỉnh Xá, nơi kinh thành Vườn Xá trở về thăm lại quê hương sau khi Ngài thành đạo. Đó là ý nghĩa ngày rằm hôm nay đó quý vị. Quý vị thấy câu chuyện như thế nào? Nắm rõ được hết nội dung sư chuyển tải không? Có chỗ nào không hiểu không? Có ai thắc mắc điều nào không trong câu chuyện mà sư vừa kể? Giờ bắt đầu đi, anh thanh niên ngồi ở đằng trên đi, mặc áo trắng rồi bên trên bắt đầu đi. Có thắc mắc điểm nào? Quý vị cầm cái micro, quý vị cầm micro truyền xung quanh trong hội chúng, vị nào mà có cái điểm nào thắc mắc trong câu chuyện mà sư vừa kể đó thì chia sẻ, cũng như chúng ta dành cái thời gian còn lại để thảo luận. Có ai thắc mắc gì không ạ? Trong câu chuyện sư kể, có một cái sự việc là khi Đức Vô Tình Phạn sai một vị quan đại thần dẫn 1.000 quân lính, 1.000 người đó, đi đến đài thanh cầu Đức Phật. Đó. Tất cả đều đến xuất gia chứng đắc đạo quả nhưng lại quên nhiệm vụ của mình. Đó. Rồi không phải 1, 2, 3 mà ta có 9 đoàn lớn. Là sao vậy? Ở trong dân gian Việt Nam chúng ta thường nói là nhất tâm ba bận, phải không vậy? Quá tâm ba bận, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thôi, không có lần thứ tư. Mà sao lần này tới 9 lần rồi? Bởi vì quý vị biết rằng là khi mà vua sai cái nhiệm vụ cho mình, mà cái nhiệm vụ này rất là quan trọng, làm sao mình quên được? Quý vị thử suy nghĩ xem tại sao cả 9 phái đoàn mà đều quên hết, không ai trình lên Đức Thế Tôn đó. Không ai mà nhớ cái việc là cái nhiệm vụ của mình phải thỉnh Ngài về hết. Tại sao vậy? Mà đến lần cuối cùng, cái vị đại đức cuối cùng Ca Lú Đa Dí mới thỉnh được. Có ai có suy nghĩ không? Đó. Có ai có thắc mắc điểm đó? Sự nêu là cái điểm thắc mắc đó. Quý vị có thắc mắc có trong câu chuyện mà sư kể không? Phải không? Nếu cái đoàn này quên thì cũng đoàn khác nhớ, phải không? Phải không quý vị? Chứ đâu có ai mà quên cả 9 đoàn lớn, cả 9.000 người đều quên hết thì cái câu chuyện nó làm chúng ta hơi hoài nghi đó. Giống như hôm nay là sư Minh Tấn ha, thỉnh sư đây lên giảng, sư phải nhớ chứ, làm sư mình sao thì không quên được. Không mới ghi vô sổ, phải không? Rồi có giờ đến giờ phải có mặt chứ, chứ là sư làm sao không quên? Sư quên là lần sau sư Minh Tấn đâu có mời nữa. Đó thì sư hỏi, đặt câu hỏi lên quý vị. Vì suy luận với cái sự mà suy luận của mình, tại sao khi Đức Vô Tình Phạn mà sai cái lệnh quan trọng như vậy mà tất cả mọi người đều không ai nhớ hết, lý do là sao? Anh ta đặt câu hỏi, mà sẽ đặt câu hỏi tại sao trong câu chuyện cả 9 phái đoàn đầu tiên đều không nhớ nhiệm vụ của mình, tại sao? Dạ, thưa sư, là 9 phái đoàn đi đến đó rồi xuất gia với Đức Phật luôn ạ. Dạ. Dạ, không quay về ạ. Dạ. Tại sao các vị không trình lên cái nhiệm vụ của mình là thỉnh Đức Phật về? Tại sao ạ? Dạ, khi đến đó thì nghe được Đức Phật giảng pháp thì các vị hoan hỷ xuất gia cùng Đức Phật luôn, cho nên là không về. Nhưng mà phải nhớ nhiệm vụ của mình chứ, phải nhớ chứ. Là sao không nhớ? Ý câu hỏi là sư muốn như vậy suy luận là tại sao các vị là không nhớ? Nếu một người không nhớ, hai người, ba người không nhớ rồi, người ta 9.000 người đều không nhớ hết là sao? Đã, khi lúc đó là các vị đến đó thì nghe được Đức Phật giảng thì các vị hoan hỷ quá thì
các vị không muốn về nữa, cho nên là cũng chắc là quên đó. Còn nghĩ là chưa hợp lý. Ai có ý kiến giúp cho bạn mình không? Alo. Dạ thưa thầy, tại vì họ vẫn nhớ nhưng mà đang ngồi nghe thầy như là tổ sư đó pháp giảng, nhưng nghe chăm chú quá họ sẽ quên. Như vậy à, em con xin nghĩ như vậy. nghe là say mê luôn, quên luôn, quên nhiệm vụ mình luôn. Dạ. Con cũng có thể như vậy luôn ạ. Nếu mà chăm chú có thể như vậy. Rồi có ai có đáp án khác không? Dạ thưa sư, con thấy thưa sư pháp đêm nay rất là có ý nghĩa và đặc biệt cho chúng con rất là hay, nên từ chỗ đó chúng con cũng rất là im lặng để dành nghe sư đọc từng câu và từng chữ. Rất là cảm ơn sư đã về chùa đây, đã có một cái lời phân giải đặc biệt cho các chị em Phật tử của chúng con. Cảm ơn sư. Vấn đề sư hỏi là tại sao chín đoàn ra đi mà lại quên cái nhiệm vụ ạ? Chị trả lời đúng cái câu hỏi đấy ạ. Chào sư, theo con nghĩ không phải là người ta quên, mà là theo con nghĩ người ta thấy Đức Thế Tôn hoàn truyền cái thuyết pháp là đang làm một cái nhiệm vụ rất là cao cả, to lớn. Người ta muốn cái đạo giáo, Phật giáo của mình được phát triển, là cái việc đó nó sẽ quan trọng hơn là cái việc mà quay về hồi hương. Theo con nghĩ là như vậy. Dạ. Rồi có ai có đáp án giải đáp tiếp cho có tính cách thuyết phục, cho có tính cách thuyết phục là mời Phật tử. Theo ý kiến của con là chắc các ngài đến mà nghe thầy thuyết pháp hay, với sợ tại vì trên đường đi nên khó khăn, nên nước ngập đồ, thời tiết thất thường, nên thấy sợ nên đợi thời cơ đến, thời tiết nó mùa xuân đến rồi thời tiết ổn định rồi đó, rồi mới kể cho thầy để thầy trên đường về nó đỡ vất vả hơn. Theo ý kiến con vậy. Có lý ha, hợp lý ha, có một cái ý hợp lý ha, có logic ha. Logic là muốn đỡ vất vả cho Đức Phật. Là khi mà chúng ta nghe quý sư giảng, quý vị sẽ tập trung và quý vị sẽ tìm ra những cái sự mà khúc mắc trong đó để chúng ta sáng tỏ là hơn cái gì ấy. Chứ mình đừng nghe qua suông qua suông thôi thì mình dễ quên. Khi mà Đức Bồ Tát Phạn mà bảo một cái vị quan đại thần á, tin tưởng lắm á, này khanh hãy đi đến chùa Trúc Lâm Tịnh Xá thỉnh Đức Thế Tôn hồi hương, bởi vì sao nay trẫm đã già yếu không biết chết ngày nào, mà ngài đi mong mỏi đã hơn 7 năm rồi, bây giờ khanh hãy dẫn 1.000 quân lính. Và vị đó gọi là tuân lệnh. Chúng ta biết rằng cái thời phong kiến đó là sao, vua mà sai mà trái lệnh là vua chém đầu á, phải không? Không nè, thời phong kiến đó vua mà sai một cái là đâu có dám mà không tuân lời. Rồi 1.000 vị đó đi đến nghe Đức Phật giảng pháp, chứng đắc quả quả và xuất gia. Trong kinh điển là ghi là quên, theo sư là không quên, theo sư là không quên, không thể quên được. Rồi một đoàn, hai đoàn, thậm chí cả 9 đoàn nữa, tất cả các vị đều lặp đi và lặp lại tương tự. Thì theo sự luận riêng cá nhân của sư thì sao? Bởi vì cái vinh dự mà cung thỉnh Đức Phật là của vị quan đại thần sau cùng, Kaluda Dí.
Thì quan đại thần này á, là có được cái phước duyên, tạo được cái phước duyên đặc biệt. Bởi vì sao? Ông là người bạn thân, rất thân của Đức Thái tử Sa Đạt Ta. Cho nên mà nếu ông không được là cái người cuối cùng đi thỉnh Phật á, thì chưa chắc ông đã được đi xuất gia. Chưa chắc ông được đi xuất gia. Cho nên trước khi mà đi nhận lời của Đức Vô Tình Phạn á, ông quỳ, ông là đưa ra cái yêu cầu à, thần sẽ vâng lệnh đại vương, nhưng cho xin một yêu cầu nhỏ là cho được phép xuất gia. Cho nên tất cả các vị chín mấy đoàn đầu tiên, cả 9.000 vị thánh nhân nó không quên, nhưng tất cả các vị đều làm như là quên, và thật sự là dành cái ân huệ và tạo điều kiện sau cùng cho các vị tên là Ca Lú Đà Dí. À, cho nên chúng ta qua câu chuyện này chúng ta nhớ thêm một vị đại đệ tử. Nhớ thêm một vị đại đệ tử là sao? Đó là Ca Lú Đà Dí. Nói gì? Và trong câu chuyện sẽ nãy sẽ chưa kể là sao? Trong quá trình gọi là hai tháng đồng rã đó, thì khi bái đoàn đi đến đâu, vị đại thần này đều gọi là vận dụng thần thông đó, bằng cách nào đó báo tin cho phụ vương ở quê nhà, hôm nay Đức Thế Tôn đi đến nơi này, hôm nay Đức Thế Tôn đi đến đây, đã đến nơi đây rồi đó, ở nhà hãy chuẩn bị đón tiếp. Cho nên ngài có một cái đặc ân rất lớn, một cái công hành rất lớn là tạo nên niềm tin của dòng Thích Ca đối với Đức Thế Tôn, là cái vị đại đức tên là Ca Lú Đà Dí. Như vậy thì câu hỏi, vấn đề mà chúng ta hiểu một cách có tính cách thuyết phục là sao? Tất cả các vị đã không quên, nhớ nhiệm vụ của mình, nhưng dành cái nhiệm vụ mà cao quý sau cùng cho vị huynh đệ của mình đó, và tạo điều kiện cho vị đó được xuất gia. Phải không quý vị? Đó. Chứ mình xin nói là bây giờ nói một cách đơn giản, Sư Minh Tấn dặn sư rất kỹ, hôm nay đến đây giảng pháp mà sư quên thì lần sau sư không được giảng nữa. Đại khái như vậy thôi. Mà có chữ tính á, không thể không được quên, mình sẽ ghi lại trong sổ. Mà chúng ta biết rằng các bậc thánh nhân không bao giờ quên nhiệm vụ của mình một khi đã hứa. Vậy thấy câu chuyện có cái điểm nào đặc biệt không? Có điểm nào đặc biệt mà có gì tâm đắc không? Đặc biệt khi Đức Vô Tình Phạn mất á, mất ở trên giường bệnh, lúc đó đã đắc thánh nhân A La Hán, thì chính Đức Phật á, ngài tắm rửa cho phụ vương của mình tận niệm. Và trong lúc mà lễ biến đó, Đức Phật đứng suốt đêm để canh cái linh cữu. Và khi mà đưa ra đến đài quả táng thì chính ngài khiêng trên vai cái thánh thể của phụ vương. Ngài làm tất cả như vậy để nói là cái tấm gương sáng, tất cả những con Phật trong ta nương theo cái gương sáng của Đức Từ Phụ là báo hiếu cho cha và mẹ. Chúng ta biết rằng là vì mẫu của ngài Gotami sau này bà cũng đi xuất gia và bà cũng chứng đắc thánh nhân A-la-hán. Còn mẹ của Đức Phật là vợ hậu Mahamaya, khi mà sanh ngài đã đời á, thái tử đã đời, thì sau đó 7 ngày chết, bà sanh làm một vị thiên tử ở cung trời Đâu Xuất. Đức Phật báo hiếu cho vợ hậu Maya bằng cách nào? Ai biết? Đức Phật đã báo hiếu cho phụ vương Tình Phạn rồi, báo hiếu cho dì mẫu Gotami rồi. Còn cái vị mà hoàng hậu Maya sau khi sanh ngài ra chết đó, sanh về cõi trời Đâu Xuất, Đức Phật làm cách nào để báo hiếu cho vị hoàng hậu đó? Dạ con bạch sư ạ, con xin phép được trước hết là tri ân sư. Hôm nay đạo tràng chúng con được hiểu thêm cái ý nghĩa cao quý của ngày rằm tháng 2. Và việc thứ hai là con xin phép sư được trả lời câu là để báo hiếu mà người mẹ đã sinh thành ra mình mà sau khi 7 ngày thì phụ thân của mình bị chết và được tái sanh về cung trời đóng lợi. Con sư sư là theo như con được biết thì khi đó vào hạ thứ 7 Đức Phật là báo hiếu mẹ mình bằng cách bay lên cung trời đau nợ và giảng cái bộ tạng vi diệu pháp ạ. Dạ con kính tri ân sư. Sa, rất là chính xác.
Đó là câu trả lời chính xác, đó là Đức Phật là trả hiếu cho mẹ của Ngài là Hoàng hậu Mahamaya chết và sanh làm một cái vị thiên tử trên cung trời Đâu Sức. Và mùa hạ thứ bảy thì Đức Thế Tôn ngự lên cung trời Đau Lợi và vị thiên tử đó xuống cung trời Đau Lợi để nghe Pháp Đức Phật là thuyết giảng trong 3 tháng ròng rã tặng vi diệu Pháp. Và sau khi chấm dứt 3 tháng hạ đó thì cái vị thiên tử đó chứng đắc được quả vị thánh nhân Tu Đà Vườn, nghĩa là trả được cái ân nặng của cái chữ hiếu. Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật là một cái bậc là đạo sư, cũng là một cái bậc hiền triết, có cái nhân cách rất là cao quý. Thứ nhất là Ngài tế độ cho tất cả chúng sanh, không có sự phân biệt, nhưng Ngài rất chú trọng mà hướng dẫn cho thân bằng quyến thuộc. Bởi vì sao? Đối với Ngài, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc đó là một trong những cái điều rất là hạnh phúc. Và điển hình qua câu chuyện mà sư kể ý nghĩa trong ngày lễ đầm tháng 2 này, Ngài giúp cho cha mẹ, ông bà, chú bác, tất cả những dòng tộc đều trở thành cái bậc thánh nhân. Như vậy thì chúng ta sẽ noi thương yêu thương của Ngài, nghĩa là chúng ta tu tập tự làm cho mình được tốt đẹp, nhưng bên cạnh đó mình cố gắng giúp đỡ thọ nhân, và trong đó có thân bằng quyến thuộc của mình, trong đó có gì? Cha mẹ cao lớn nhất, ông bà, cha mẹ, anh chị em, tất cả trong cái vòng quyến thuộc, làm thế nào đó để các vị có cái phước duyên an trú được đức tin trong Tam Bảo, có được cái phép giữ giới, biết đi chùa, làm phước như thế này. Đó là chúng ta đã tạo cho các vị là giúp đỡ, và chúng ta đã thực hiện được cái pháp hạnh phúc cao thượng vậy. Có điểm nào chúng ta chia sẻ thêm hay thắc mắc điểm nào trong câu chuyện mà sư vừa kể? Dạ con thưa sư, con xin phép được hỏi một câu hỏi ạ. Trong câu chuyện sư kể về lần đầu tiên Đức Phật trở về thăm quê hương sau 7 năm thành đạo, thì khi về kinh thành thì khi gặp vua cha, thì vua cha có nói với lại Đức Phật là đây là lần thứ ba ta cha đảnh lễ con. Vậy con xin hỏi lần thứ nhất, lần thứ hai là lần nào ạ? Đó, sư quên câu hỏi này, đặc biệt này, tôi sẽ dành câu hỏi này hỏi ngược lại quý vị. Đức Vua Tịnh Phạn nói đây là lần thứ ba phụ vương đảnh lễ con, lần thứ ba ở ngay lần đầu tiên. Như vậy thì lần thứ nhất, lần thứ hai là lần nào, vị nào nhớ? Thưa thầy, con xin phép được trả lời. Lần thứ nhất là khi đi săn bắn, thì Đức Phật là không phải thân bắn mà lại là đi cái lễ mà đi cày của đức vua, rồi thái tử ngồi ở một cái hình như là gốc cây để mà tịnh, rồi đức thái tử, đức vua mới tới thấy con mình đang tịnh đẹp quá, cho nên lại Đức Thế Tôn là lần thứ đó là lần thứ nhất. Dạ hết. Lần thứ hai không biết. Rồi có ai tiếp theo lần thứ hai là lần nào không? Dạ không, con không nhớ. Rồi con khác, nhớ lần thứ nhất. Là các huynh đệ khác tiếp sức. Có ai tiếp sức? Nhớ lần thứ hai không ạ? Đâu, nhớ lần thứ hai phải không ạ? Dạ thưa sư và thưa đại chúng, là em trả lời lần thứ nhất đấy là Phật khi mà Đức Phật sanh ạ. Tức là lần thứ nhất, và lần thứ hai là khi mà nhà vua đi cày, đó là lần thứ hai ạ. À, xin hết ạ. Chính xác. Đó là lần thứ nhất là mới Đức Bồ Tát mới sanh ra. Lần này cái câu chuyện này có ai nhớ mà kể cho đại chúng không? Đức phụ vương đảnh lễ Đức con của mình lần thứ nhất lúc ngài mới sanh ra, trong có cảnh như thế nào? Anh kể đi. Dạ, con thưa sư là khi lần Đức Phật mới sinh ra là bước đi 7 bước và chỉ tay lên trời ạ. Dạ. Dạ, con xin hết ạ. Chưa chính xác. Lúc mà Ngài mới sinh ra đó,
Đức Vô Tình Phạn đảnh lễ, nhưng mà trong lúc nào? Còn phải Đức lúc mà đi. Ai nhớ không? Ai nhớ? Chúng ta xem như là chúng ta ôn lại cuộc đời của Đức Phật rất là cao quý. Thanh niên nhớ không? Thanh niên này nhớ nè, thanh niên này nhớ nè. Con xin phép là lần thứ nhất là Đức Vua Tịnh Phạn đảnh lễ Đức Bồ Tát vào lúc mà Đức Vua thỉnh Ngài Tiên Sư A Tư Đà đến để xem tướng cho Thái Tử. Và sau khi vị đó giải thích về công hạnh của Đức Thế Tôn sau này, thì Ngài đã đảnh lễ Đức Bồ Tát lần thứ nhất. Xin hết. Rồi ai trả lời chia sẻ ý nghĩa Đức Vua đã đảnh lễ Đức Bồ Tát là thứ hai lúc nào? Lúc mà cô nói đúng, nhưng mà câu chuyện đó là làm sao? Cái lễ đó gọi lễ hạ điền, gọi lễ hạ điền. Có những bài học rất là hay khi cho chúng ta học qua cuộc đời của Đức Thế Tôn. Đó là Đức Phật, lúc đó Đức Bồ Tát mới 7 tuổi thôi mà Đức Vua phải đảnh lễ mình, con của mình. Vì thấy cha mẹ đâu có khi nào mà lại con đâu, phải không? Chỉ có con lại cha mẹ thôi. Nhưng mà trường hợp Đức Phật là khác. Trường hợp Đức Phật là cha mẹ phải lễ lại Ngài, mà lại không phải một tới ba lần. Lần thứ hai là sao? Ai có kể câu chuyện đó được cho trong đại chúng? Dạ, thưa sư, con được phép trả lời là lần thứ nhất là Đức Vua lại Đức Phật là từ lúc Đức Phật sinh ra đời. Và khi mà biết đi ấy, thì bước đi được 7 bước và trên bước chân Ngài bước là 7 đoá sen ạ. Và một tay Ngài chỉ trên trời và một tay Ngài thả dưới đất. Dạ, xin hết ạ. Lần thứ hai là đi cài á. Dạ, lần thứ hai là khi mà Đức Vua đi cài á, thì là cũng như chị kia đã giải thích rồi ạ. Trả lời rồi ạ. Dạ, xin hết ạ. Cảm ơn ạ. Lần thứ hai là trong cái dòng tộc tới mùa màng á, cái lễ gọi là lễ hạ điền. Có một cái cuộc lễ mà tất cả những người dân bắt đầu trong một vụ mùa đó, cho nên họ tổ chức lễ hội. Trong khi tất cả mọi người đều tập trung vô lễ hội vui chơi, thì riêng Thái Tử lúc bây giờ mới là một cậu bé 7 tuổi thôi. Và cậu bé không có tham gia vào lễ hội, mà tìm đến một cái gốc cây đó để ngồi thiền. Và Ngài đắc được thiền định luôn, chứng đắc được sơ thiền. Và khi mà về chiều đó quý vị, về chiều tháng gì, về chiều á, thì chúng ta thấy cái bóng, khi mặt trời lặn thì không còn cái bóng cây nữa. Nhưng đặc biệt cái bóng cây là che mát, chiều rồi, mặt trời lặn rồi, nhưng cái bóng cây của bóng cây đó vẫn là có một bóng cây che mát đứng lại để che Đức Thế Tôn, che Đức Thái Tử. Thì Đức Vô Tình Phạn khi không thấy Thái Tử để đâu á, mới đi tìm. Tìm là thấy con mình đang ngồi thiền, và một hiện tượng kỳ lạ, có một cái bóng mát che cho con mình khi tất cả đều đã là mặt trời đã lặn rồi. Thì thấy hình cảnh tượng huy hoàng như vậy thì Đức Vua quỳ xuống lại, và đó là lần thứ hai đó quý vị. Như nhớ đặc biệt, rất là đặc biệt. Và là thứ ba là lần mà Đức Thế Tôn trở về kinh thành đầu tiên sau khi thăm. Đó là cả thể là ba lần. Thì chúng ta thấy đâu có ai mà cha mẹ lại con đâu, phải không? Đâu có ai cha mẹ lại con lại cha mẹ thôi. Dạ, con xin thưa sư là sư giảng lại cái lần thứ nhất. Dạ, lần thứ nhất khi mà tới cái lễ mà đặt tên cho Thái Tử Siddhartha. Đức Phật không phải là cái tên, Phật chỉ là cái danh hiệu thôi. Bút Thá
là một cái danh hiệu cao quý để chỉ cho một cái vị giác ngộ. Nhưng mà tới đây đặt tên thì Đức Vô Tình Phạn mới thỉnh tất cả những vị gọi là những cái bậc ẩn sĩ cao quý, trong đó có đạo sĩ A Tư Đà. Đạo sĩ A Tư Đà chúng ta biết đó là nếu cái vị thái tử này mà đi tu thì sẽ thành Phật, mà còn ở tại gia sẽ trở thành cái vị vua Chưởng Luân Thánh Vương. Thì thấy cái tướng mạo gọi là cao quý của thái tử lúc bây giờ chỉ là đứa bé hài nhi đó, thái tử rất là cao quý, tướng mạo gọi là của một vị Phật tương lai, cho nên đạo sĩ A Tư Đà quỳ xuống họ đảnh lễ đứa bé hài nhi. Thì trước cảnh tượng đó, Đức Vô Tình Phạn cũng phải làm theo thôi, vì đâu có vị đạo sĩ nào mà tất cả trong kinh thành Ca Thị La Vệ lúc bây giờ rất tôn kính đạo sĩ A Tư Đà giống như là một bậc thánh nhân vậy, mà đạo sĩ này lại đảnh lễ đứa bé hài nhi, một hiện tượng kỳ lạ. Đức Vô Tình Phạn quỳ xuống đảnh lễ con, chính con của mình. Đó là thứ nhất. Cho nên đối với quý vị, chúng ta không cần phải học giáo lý cao siêu gì nhiều lắm, nếu được thì rất tốt. Nhưng những gì mà liên quan đến cuộc đời Đức Phật đó quý vị, những gì mà liên quan đến cuộc đời Đức Phật, từ lúc mà mới ra đời, đi tu, xuất gia, hành đạo mà đi quần pháp, suốt trong 45 năm quần pháp đó, có rất nhiều câu chuyện đặc biệt. Và khi mà chúng ta đọc như vậy á, là sao? Mình phát sanh lên cái đức tin. Mình phát sanh một cái đức tin. Đức tin là gì? Là không có gì quý cho bằng một vị Phật. Không có ai có thể so sánh với Đức Bổn Sư, mà chúng ta có được nhân duyên là mình nương nhờ nên Đức Ngài. Cho nên là để sư đọc một câu thơ, câu kệ ngôn trong kinh Pháp Cú, nói lên ý nghĩa là sao? Nương nhờ ân đức của Đức Phật đó, đó là nơi nương nhờ tối thượng. Còn chúng sanh do không hiểu biết đó, họ đi đến những cái nơi linh thiêng, rừng núi, đền miếu để nương nhờ cầu xin và che chở. Riêng người con Phật chúng ta, mình biết đạo rồi đó, thì mình không cần phải đi đến những nơi đó, mà đi nhờ nơi đâu? Nương nhờ nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Đó là ý nghĩa trong câu kệ Pháp Cú mà sẽ đọc với dân thơ cho quý vị nhớ nhớ như thế này. Đó là con người kinh hãi tìm nương đến nơi đền miếu rừng vườn núi cao, không đó không phải đâu nào, tìm nương nơi đó làm sao thoát sầu. Ai nương theo đấng nhiệm màu, đấng nhiệm màu là Đức Phật đó, ai nương theo đấng nhiệm màu, quy y pháp bảo nương nhờ chúng tăng, đó là nương tựa cao thâm, suối nguồn hạnh phúc chân tâm niết bàn. Đó là câu thơ tặng đến quý vị đó. Cái nghe là chúng ta là cái người hữu phước hữu duyên mới đến được nhà chùa, nương nhờ nơi ân đức cao quý của Đức Phật, giáo pháp và chư tôn đức tăng. Mình phải hiểu rằng mình hết sức là trân quý cái phước của mình và cố giữ vững, không bao giờ để cho mất đi. Từ lúc thọ giới, từ đến lúc suốt cuộc đời của mình và kiếp sau nữa, cho đến lúc đi vào niết bàn. Thì chúng ta còn thắc mắc điểm nào nữa không? Nghi vấn chỗ nào nữa không trong câu chuyện? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng có một cái khúc mắc, bởi vì con chưa có nhìn thấy được cái cảnh giới của Đức Phật, cho nên là chúng con là hàng Phật tử, cho nên là chúng con xin hỏi quý thầy là Đức Phật làm sao Đức Phật giải thoát và làm sao Đức Phật ra khỏi cõi ta bà này. Là chúng con cũng chỉ cứ cầu mong một cái là câu rút gọn, chứ chúng con cũng không thích đi vòng vòng, bởi vì mình còn có tôi là mình không có được giải thoát. Nhưng mà mình muốn giải thoát, mình làm sao như Đức Phật ngày xưa, là đầy đủ bản lĩnh nghị lực như Đức Phật ngày xưa, rời khỏi ta bà của thế gian là một cái cõi bể khổ, phải lo ăn lo mặc lo làm, lời lo về chiến trận hay là tất cả lung tung bang hết, tất cả đều 100.000 khổ. Nhưng mà con kính
là mong quý thầy ngày hôm nay đáp ứng lại với lại để cho chúng con một cái sự giải thoát như Phật pháp ngày xưa, là làm sao mà Đức Phật rời khỏi cái tòa bà này bằng cách nào? Là khởi thủy, Đức Thế Tôn cũng trải qua cái sự thực hành xuất phát điểm cũng là như chúng ta thôi, cũng là thường nhân, nhưng với một cái ý chí gọi là mãnh liệt, với cái phước báo đặc biệt, Ngài đã thực hành pháp từ lúc phát nguyện dưới chân của Đức Phật Tổ Nhiên Đăng đó. Phát nguyện dưới chân Đức Phật Tổ Nhiên Đăng sẽ thành Phật. Và như qua câu hỏi của vừa Thiên Nam đặt lên đó, là bằng cách nào? Bằng cách Ngài thực hành cái pháp của một vị Bồ Tát. Đó là gì? Đó là thực hành các pháp Ba La Mật. Có dịp thì quý sư sẽ diễn giảng cho quý vị về các pháp Ba La Mật, Ba La Mi đó. Có nghĩa là để một cái chúng sanh có thể thành Phật, vị Phật á, thì phải thực hành những cái pháp cao quý, rất là cao quý, gọi là các pháp Ba La Mật. Và khởi thủy từ lúc mà phát nguyện với chân Đức Nhiên Đăng cho đến trải dài trong suốt là gọi là A Tân Kỳ Kiếp, nghĩa là vô số kiếp không thể ước lượng, Đức Bồ Tát luôn luôn thực hành cái pháp của mình, và cuối cùng Ngài đã chứng đắc được đạo quả Phật ở dưới cội Bồ Đề. Đó là một cái quá trình xuyên suốt, và chúng ta ghi nhớ gọi là sao, hai cái đức tính đặc biệt. Có thể nói rất nhiều nhưng mà xin là đúc kết lại hai cái đặc điểm để chúng ta noi theo đó để mà tu tập. Đó là gì? Đó là không bao giờ lui bước trong cái sự tinh tấn. Không bao giờ biết lùi bước trong cái sự tinh tấn. Và cái thứ hai, không bao giờ biết đủ đối với tất cả các thiện nghiệp. Đó là hai cái đặc điểm, hai cái pháp của một vị Bồ Tát để thành Phật đó quý vị. Thì lặp lại, để một chúng sanh có thể thành Phật đó, thì sao? Phải trải qua biết bao nhiêu cái sự gian khó, phải không? Không có gì mà khó trên đời này bằng cái khó để trở thành một vị Phật. Và có hai cái đặc điểm rất là đặc biệt nên một vị Bồ Tát đó là gì? Không bao giờ lùi bước trong cái sự tinh tấn. Nghĩa là các ngài tinh tấn dẫu có chết đi cũng không rời các pháp tinh tấn, phải thành Phật cho bằng được. Và cái thứ hai là không bao giờ biết đủ trong cái thiện nghiệp. Nghĩa là sao? Làm thiện nghiệp này, làm thiện nghiệp khác, làm thiện nghiệp nọ mà không bao giờ biết gọi là đó là đủ rồi. Cho nên là sẽ chia sẻ ý nghĩa vắn tắt đối với câu hỏi của anh Thiện Nam và tất cả các đạo tràng chúng ta là sao? Hai cái đặc điểm mà mình học được nơi Đức Thế Tôn qua kinh điển đó là gì? Lúc nào mình cũng cố gắng là siêng năng, tinh tấn để diệt trừ cái phiền não, không có thối lui. Chỉ có đi tới thôi, không có đi lui. Nói vậy. Và cái thứ hai, mình luôn lúc nào cũng hoan hỷ trong cái thiện pháp. Lúc nào mình cũng tinh tấn, siêng năng mà không bao giờ cho là biết đủ. Đó là sự chia sẻ hai cái đặc điểm nổi bật mà chúng ta học hỏi từ nên Đức Thầy của mình. Và trong cái pháp hằng ngày á, chúng ta cố gắng gọi là tham thiền niệm Phật. Các pháp hằng ngày ở đây thì các anh chị chúng ta đều là những công nhân, mình phải bận trong cái việc mưu sinh, mình phải lo cho gia đình, cơm áo gạo tiền, cuộc sống thế gian. Nhưng chúng ta cố gắng mình dành mỗi ngày trong cái vốn thời gian hạn hẹp của mình đó, để mình trước khi ngủ mình đang cố gắng mình tham thiền niệm Phật. Và không có cái pháp nào thực hành mà quý cho bằng cách niệm Phật. Mình có thể ngồi tĩnh lặng và niệm một câu Buddho, Buddho, Arahant, Arahant, Subhato, chọn ra một cái danh hiệu ăn Đức Phật đó. Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là gì? Đức Thế Tôn là một cái bậc hết sức là cao quý. Đức Thế Tôn là cái bậc dẫn đường cho chúng sanh không ai sánh bằng, dẫn đường cho chúng ta đi về cõi nhân loại, đi về cõi trời và đi về Niết Bàn. Đó. Mình hiểu được cái nghĩa như vậy và trước khi ngủ, tất cả chúng ta bận rộn rất nhiều với công việc mưu sinh,
Nhưng trước khi ngủ á, chúng ta dành ra 5-10 phút ngồi tĩnh lặng và niệm thầm trong tâm Buddha, Buddha, Buddha. Không có gì mà quý cho bằng niệm tưởng ân đức của Đức Phật cả. Bởi vì trên đời này không có gì mà quý cho bằng ân đức của một vị Phật tổ. Như vậy thì sư xin kết lại cái thời giảng hôm nay để quý vị còn cái thời gian nghỉ ngơi về nhà để tiếp tục chúng ta công việc hàng ngày. Thì xin chia sẻ chúng ta ghi nhớ ý nghĩa hôm nay, ý nghĩa ngày lễ rằm tháng 2. Trong một năm có 12 cái rằm, và đặc biệt là sao? Mỗi cái rằm đều có một cái ý nghĩa hết sức là cao quý liên quan đến cuộc đời Đức Bổn Sư. Cho nên chư Tăng quý sư sẽ tùy duyên vào những ngày rằm sẽ dành ra một cái buổi pháp thoại đặc biệt để nói về ý nghĩa ngày rằm đó. Để làm chi? Để nhắc nhở cho quý vị biết rằng cuộc đời hết sức cao quý của một bậc gọi là Phật Tổ, những gì mà liên quan đến Đức Phật đó. Bởi vì sao? Khi chúng ta biết được Phật, hiểu được Phật thì chúng ta sẽ biết được Pháp. Khi chúng ta hiểu được Phật rõ ràng thì chúng ta sẽ hiểu được Pháp. Bởi vì cuộc đời Đức Phật luôn luôn gắn liền với giáo Pháp của Ngài. Cho nên không có gì quý cho bằng chúng ta thường xuyên niệm Phật này, đọc những câu chuyện liên quan cuộc đời Đức Phật và nghe những câu chuyện quý sư thường kể xung quanh với gọi là cái hành trạng của một vị Phật. Bởi vì sao? Không có gì quý cho bằng ăn đức của một vị Phật cả. Thì để kết thúc lại buổi pháp thì sư xin được hồi hướng phước đến cho tất cả các vị chư thiên, nhất là các vị người xung quanh nơi ngôi tổ đình Vũ Quang. Cầu xin các ngài quan hỷ thọ lãnh, bảo hộ trì Phật pháp cho được bền lâu. Chúng con kính dâng phước báo đến cho toàn thể chư tôn đức tăng. Cầu nguyện các ngài luôn được pháp thể kính năng, kính chúc đến quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Cầu nguyện đến quý vị luôn luôn tinh tấn siêng năng tu tập, nhất là chúng ta học tập ân đức từ nơi một vị Bồ Tát, đó là đức nào cũng luôn luôn siêng năng tinh tấn và không bao giờ có sự là thấy đủ trong tất cả các thiện nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai.